Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với GearVN. Đây sẽ là số series tuần này mua gì, số thứ 2. Tuần này, anh em đoán xem mình mang tới cho anh em món gì? Hôm nay thì mình sẽ mang tới cho anh em chiếc tai nghe Logitech G633S. Mới nghe thôi cái tên G633S thì chắc hẳn là nhiều anh em cũng đã mừng tôi ra được. Đây là cái phiên bản tiếp theo của thế hệ G633 cách đây vài năm, đúng không? Đó, thì với G633S này gần như tất cả các chi tiết về thiết kế đều sẽ được giữ nguyên so với G633. Tuy nhiên thì trong đó cũng có một vài điều khác biệt nho nhỏ. Đầu tiên có thể kể đến đó chính là phần headband này. Lúc này phần họa tiết nó sẽ được thay đổi đi chút xíu. Và với cá nhân cảm nhận của mình thì cái thiết kế này nó cũng có phần là đẹp hơn so với trước một chút. Nhìn phía dưới phần cụt tai thì chúng ta sẽ có ở đây là hai cái miếng, mình gọi là hai cái lá đi. Thì anh em chắc hẳn là nhiều anh em cũng đã biết rồi, thì hai cái lá này, phong thiết kế này nó cũng đã từng xuất hiện trên G633 cũng như là G933, những cái mẫu tai nghe của Logitech có mặt ở Việt Nam. Và với G933, khi anh em tháo hai cái lá này ra thì anh em sẽ có những cái vị trí để thay pin nè, cũng như là vị trí để đặt receiver. Trong khi đó với G633 và G633S, vì là những thiết bị tai nghe có dây, vì vậy nên khi anh em tháo cái lá này ra, nó chỉ đơn giản mục đích là chỉ để thay thế được cái lá khác vào, nhằm mục đích là trang trí cho đẹp mà thôi. Phần qua đeo trên chiếc tai nghe này nó cũng vẫn được hoàn thiện chất liệu quen thuộc trên G633 và G933, đó chính là chất liệu là nhựa bóng. Và với cái chất liệu này thì nó sẽ mang lại cho chiếc tai nghe của anh em một cái vẻ ngoài rất chi là bóng bẩy này, sang trọng này và đẹp này. Tuy nhiên thì cái vấn đề về việc dễ bám mồ hôi dấu vân tay nó vẫn còn tồn tại trên chiếc tai nghe này. Rồi quay trở lại vấn đề chính thì nhìn lên phía trên chúng ta sẽ có một phần headband được hoàn thiện từ chất liệu nhựa cứng. Và bên trong nó sẽ được gia cường bằng thép như thế này, một cái đai bằng thép nha. Điều này nó sẽ giúp cho anh em có một chiếc tai nghe mang lại cảm giác cực kỳ là chắc chắn, ôm sát vào form đầu khi kết hợp cùng với cái phần cụ tai có thể xoay được như thế này. Ôm sát vừa khít vào form đầu mang lại cho anh em cảm giác đeo cực kỳ là dễ chịu. Bên cạnh đó, cái cảm giác đeo dễ chịu đó nó sẽ còn đến từ việc cái chất liệu từ cái phần mút đệm đầu cũng như là mút đệm tai này phải nói là cực kỳ đã. Cách đây không lâu thì mình có làm review một chiếc tai nghe Astro A10. Mình rất là thích cái chất liệu đó, nó sẽ mang lại cảm giác mềm mại và thoáng khí. Tuy nhiên thì cái vấn đề về cách âm nó sẽ chưa được ổn. Thì với chiếc tai nghe G633S này có thể nói nó đã khắc phục đi được cái nhược điểm của chiếc tai nghe Astro A10 hôm trước. Với việc mặc dù là cái phần mút đệm tai này nó vẫn rất là mềm mại và êm ái thoáng khí, tuy nhiên thì nó vẫn giữ được cho mình cái chất lượng cách âm nhất định. Mình làm việc ở trong môi trường studio, mọi người làm việc cũng khá là ồn trong những cuộc hội thảo bàn luận. Tuy nhiên thì mình vẫn sử dụng chiếc tai nghe này hoàn toàn thoải mái, không gặp vấn đề gì. Trên chiếc tai nghe G633S này thì phần cụ tai bên trái có lẽ sẽ là phần anh em quan tâm nhiều nhất, đúng không? Bởi vì dễ dàng thấy được nó có rất là nhiều chi tiết. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào từng cái chi tiết một cho anh em. Đầu tiên nhìn từ trên xuống thì chúng ta sẽ có một cái cần gạt để chuyển giữa hai chế độ là sử dụng PC hoặc là chuẩn jack 3.5. Xuống bên dưới một chút thì chúng ta sẽ có 3 phím G1, G2, G3 là 3 phím chức năng và đều có thể gán được macro thông qua phần mềm Logitech G-Hub. Và một con lăn để điều chỉnh volume dạng vô cực, một cái phím để có thể tùy chỉnh được việc tắt mở mic rất là trực quan và dễ dàng. Ở phía dưới thì chúng ta có một jack 3.5mm và một cái cổng micro USB để anh em dùng trên PC. Và trên phần cụ tai bên trái thì anh em cũng sẽ thấy một chiếc mic với cơ chế flip to mute. Tiếp theo thì mình sẽ nói về cảm giác đeo đi ha. Với G633S thì cái cảm giác đeo nó cho lại mình sẽ đánh giá nó ở mức khá ổn. Mình dùng từ khá ổn ở đây đó là bởi vì nó sẽ gặp một chút vấn đề xíu như sau. Cái phần headband nó sẽ có cái phần gia cường bằng thép khá là cứng cáp. Và với cái việc cứng cáp như vậy, nó sẽ phần nào giúp cho anh em có được cái cảm giác đeo nó fit vào đầu hơn và cải thiện được chất lượng cách âm. Tuy nhiên nếu như bạn là người có phong đầu từ trung bình hoặc là hơi nhỏ thì cái phần headband này đôi lúc mình nghĩ nha là nó sẽ hơi bị kích vào đầu của bạn một chút, nó hơi bị ép tai như thế này và bạn sẽ có thể cảm thấy hơi khó chịu. Phần còn lại đều khá là ổn, các phần mút đệm mềm mại, êm ái và thoáng khí như mình có chia sẻ khi nãy. Nói về chất lượng âm thanh thì Logitech G633S mang lại cho mình một chất âm khá là ổn. Trước đây thì mình đang dùng mẫu Logitech G933, từng là mẫu tai nghe cao cấp nhất của hãng. Và khi mình chuyển sang G633S thì thực sự là mình đã cảm giác khá ấn tượng. Với việc là cái chất lượng âm thanh trên chiếc tai nghe này mang lại gần như là không hề thua kém quá nhiều so với G933. Và thậm chí là trong một số giai điệu thì nó còn thể hiện được tốt hơn nữa. Mình nghĩ điều đó nó có thể là vì cái driver trên chiếc tai nghe G633S này nó đã được nâng cấp cải thiện lên từ 40mm nâng lên thành 50mm. Nó mang lại chất lượng âm thanh tốt hơn. Nói sâu hơn một chút về các giải âm thanh thì với chiếc tai nghe G633S này nó sẽ cho lại một cái giải mid trong trẻ và rõ ràng. Giải chép lên thanh nhưng mà không hề bị chói tai. Chất âm bass khá dày, vừa có lực, vừa có lượng và có độ vang nữa.
Với cá nhân của mình là người có nhu cầu nghe những cái thể loại nhạc cần nhiều bass. Vì vậy nên chiếc G633S này nó đáp ứng rất là tốt nhu cầu đó. Vậy nên nếu bạn là người đang tìm mua một chiếc tai nghe gaming và cũng muốn nghe nhạc trên chiếc tai nghe đó nữa thì Logitech G633S là một sự lựa chọn bạn không nên bỏ qua. Như khi nãy mình có chia sẻ về phần mềm Logitech G-Hub mới thì hiện tại bây giờ nếu như anh em đang xài đồ của Logitech thì chắc hẳn là cũng không còn xa lạ gì với cái phần mềm Logitech Gaming Software của hãng rồi đúng không? Tuy nhiên thì với chiếc tai nghe Logitech G633S mới này thì phần mềm Logitech Gaming Software mình cắm vào nó sẽ không nhận và nó sẽ bắt buộc mình phải sử dụng G-Hub. Và khi mà mình download G-Hub về dùng thì Logitech Gaming Software nó sẽ tự động đồng bộ qua và không cho phép mình sử dụng phần mềm đó nữa. Mình nghĩ với động thái này thì Logitech họ đang muốn dần dần hướng người dùng sang cái phần mềm mới của hãng và dần dần đào thải đi cái phần mềm cũ với cái giao diện cũ và những cái tính năng cũ. Và với Logitech G-Hub thì chúng ta sẽ có thể chỉnh được khá là nhiều thứ hay ho trên chiếc tai nghe G633S này. Đầu tiên có thể kể đến là ba phím G1, G2, G3 như khi nãy mình có nói đó. Thì với G-Hub chúng ta sẽ có thể gắn được macro để có thể sử dụng rất là tiện lợi. Chúng ta còn có thể chỉnh được các chế độ âm thanh cũng như là tự mix cho mình một cái chế độ để sao cho phù hợp nhất với cái nhu cầu sử dụng của mình. Ở một tab khác trong G-Hub thì chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh được các tính năng liên quan hơn đến game, ví dụ như là âm lượng của mic này, âm lượng side tone này, tức là cái âm thanh bên ngoài thu vào khi anh em chơi game á, và cái phần mềm giả lập âm thanh vòm. Với chiếc tai nghe G633S này so với thế hệ tiền nhiệm là G633 thì nó sẽ bị cắt giảm đi cái phần Dolby Audio và bây giờ nó sẽ chỉ còn sử dụng là DTX Headphone X mà thôi. Tuy nhiên thì phần giả lập âm thanh vòm này mình thấy chiếc tai nghe G633S họ cũng làm khá là tốt. G-Hub cũng sẽ cho phép bạn điều chỉnh volume theo từng hướng sao cho phù hợp nhất với cái nhu cầu chơi của bản thân. Và tất nhiên rồi, với G-Hub thì chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh được hiệu ứng đèn LED trên cái logo này cũng như là sync nó với các thiết bị khác của hãng. Phần mềm G-Hub mới này mình thấy nó cũng khá là tiềm năng với cái giao diện trực quan cũng như là những tính năng sử dụng đa dạng. Tuy nhiên thì mình nghĩ nó vẫn đang trong quá trình phát triển và thực sự vẫn đang còn cần rất là nhiều bước cải thiện hơn nữa. Bởi vì chỉ trong quá trình mà mình sử dụng thời gian rất là ngắn thì mình đã gặp khá là nhiều lỗi rất là khó chịu. Trong đó có thể kể đến là cái phần mềm của mình khởi động lúc được lúc không này, khởi động rất là lâu này. Mình dùng chiếc tai nghe này thì nó bị vẫn nhận tai nghe nhưng mà mất hẳn tiếng. Hoặc là khi mà mình sync LED sang cái con chuột G502 Hero mà mình đang dùng thì nó mất hẳn LED trên logo con chuột đó luôn. Vậy nên là trong thời gian tới thì mình rất hy vọng Logitech họ sẽ sớm khắc phục cái tình trạng này. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã giới thiệu tới anh em chiếc tai nghe Logitech G633S trong số Mua gì tuần này. Ở tuần sau thì mình sẽ mang tới cho anh em những sản phẩm thú vị hơn rất là nhiều nữa. Vì vậy nên nếu anh em cũng đang ngóng chờ cái video đó thì đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe Given Channel để không bỏ lỡ nội dung này từ mình. Mình là Huy, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.